Chào cả nhà ha, mình là Long đây. Thì hôm nay Long sẽ quay cái mảnh đất nhỏ nhỏ xinh xinh này cho anh chị cô chú mà mình tham khảo nha. Thì nói chung mày là mảnh đất vườn. Đó thì vị trí Long đang đứng là thuộc thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì nói chung con đường mình á, con đường này là mọi người, đường là đường đá cấp phối là 4 mét á. Cách con đường nhựa lên kia là mấy cái nhà đó đó, mọi người thấy không? Con đường đó là con đường Tam Long, là hot nhất con đường thị trấn Kim Long này. Con đường rất là đẹp. Đó, đường là đường nó đi ra quốc lộ 56, đây ta đó tầm tính đường một đường một á là tầm chưa được cây số nữa là tới con đường chính quốc lộ 56 rồi. Đó. Và cách trung tâm thương mại Kim Long tầm một cây cây 7 số đổ lại thôi. Đó. Và con đường đó đó là đường Tam Long thì gần tới đây nhà nước á đang chôn cục đèn và thay đổi tất cả đường điện mới hết. Đó, và camera đều gắn đầy đủ hết đó, thì rất là hot con đường nha cả nhà. Thì con đường này đường Tam Long, đường này đường di tích lịch sử của địa đạo Kim Long á đó. Thì mảnh đất hôm nay Long muốn quay bán là 1.000 m², vừa tròn đúng 1.000 luôn nha đó. Thì 1.000 m² này là diện tích 27 m² mặt tiền và sâu vô 37 đó, là đất, là đất trồng cây lâu năm nha cả nhà đó. Thì con đường này nè, đường là đường 4 m, đường đá cấp phối, thì chủ nhà sẽ đổ đường bê tông cho mình là đường 4 m, 3 m² gì đó. Thì anh chị cô chú nào có về tham khảo với thương lượng với chủ nhà ha. Đó, và hôm nay miếng đất Long muốn quay bán lại 1.000 m² đây. Long sẽ chắc cho anh chị theo cô chú tham quan đất nha. Đó, thì miếng đất mình muốn bán hôm nay là đây nè, cái cọc này cả nhà. Cọc đây nha. Và chạy dài xuống kia. Chạy tới kia luôn. Đó, là 27 m và sâu vô trong là 37 m. Đó. Thì hiện trạng đất là đất trồng cây lâu năm. Đó. Là đất mình quay mặt về hướng đông nha cả nhà, hướng chánh đông luôn. Hướng đông thì hướng phong thủy của người Việt Nam mình rồi. Thì nói chung là hầu như đa số chiếm phần nhiều là đều cái miếng đất mảnh vườn của mình á, quay về hướng đông hết để xây nhà cho phong thủy á. Đây rồi thì đất mình á, hầu như là trồng trồng những cái cây, nói chung cũng có cây ăn trái nhưng mà lưa thưa nha cả nhà. Thì nói chung đây là mảnh cầu họ mới xuống thôi, đầu được 2-3 năm rồi. Và có một đa số một đây cây bơ, bên kia cây mít, đa số 1-2 cây lớn nha cả nhà. Và đây nè, có 2 cây chôm chôm rất lớn luôn nè. Đây cả nhà ha, đây đất mình 2 cây chôm rất là lớn. Thì 2 cây chôm này chắc chôm thái đây đó, chôm thái. 2 cây này thì mùa này cũng chuẩn bị cho trái ăn này nè đó. Và xen kẽ thêm một vài cây sầu riêng thì cũng nhỏ nhỏ thôi mới lên. Thì anh chị cô chú nào có mua mảnh vườn này á thì về đây thì nói chung khu vực này rất là gần trung tâm nha cả nhà đó. Thì đất này thì rất thích hợp trồng cây ăn trái vì đất này đất đỏ Ba Giang. Đây đỏ Ba Giang đó. Thì hiện trạng đất này á, khu này là Kim Long này á, thì đang chuyển đổi lên mục đích hết. Thì nếu đất này chưa có cây, chưa có thổ cư thì anh chị cô chú nào có mua về á, thì đợt này nè đó mình xin chuyển đổi lại, chuyển là mình lên xin bên thổ cư đó. Thì nếu anh chị cô chú nào chọn một mảnh vườn này á 1.000 m² nhưng mà 27 m² mặt tiền này á thì cũng thấy khá phù hợp nha. Nó cái giá chủ đang đưa cũng phù hợp, tại vì giá chủ đang đưa là 1,2 tỷ. Nó có bớt chút giấy tờ cho anh chị nha anh chị. Nó và được 27 m² mặt tiền thì tính 1,2 tỷ chia cho 27 m thì mét đâu đó được 3 mấy triệu, 4 triệu m đó. Rồi, nói chung là cũng phù hợp, tại vì đất Kim Long mà kiếm giá này thì cũng hơi căng nha cả nhà đó, tại vì khu vực này mình biết mà đó. Rồi thì đất mình đây, xung quanh đất mình đều có hàng xóm hết đó nha, đây cũng đều có nhà hết nè. Mình chạy chút xíu thôi là ra trung tâm thương mại Kim Long rồi, chút mình sẽ chạy ra cho anh chị cô chú xem đó. Thì rồi thì đất mình đó nha đó. Rồi thì đất mình thì ranh giới thì chủ nhà chị chủ này có thể là bao cho mình tranh chấp bao quy hoạch luôn đó. Thì tại vì ranh giới họ đã rào rất là kỹ càng rồi nha đó, cấm cọc cấm ranh đều đầy đủ hết nè đó. Rồi thì đất này anh chị có chú nào mà thích đó, đam mê nhà vườn thì về mình ở đây mình về mình mua mảnh vườn này á, mình để những cây ăn trái lớn lại đi và mình trồng xen kẽ thêm một vài cây ăn trái nữa. Và xung quanh đây nè mình trồng mấy cây câu, mấy cây dừa đó, chính giữa này mình xây ngôi nhà. Và nhà thì không cần lớn đâu, mình nghỉ dưỡng mà, xây ngôi nhà kiểu tựa tựa nhỏ nhỏ thôi, xinh xinh đó. Giữa này và xung quanh đây mình trước mình trồng hoa, và sau lưng này mình để một không gian trống mình trồng rau cải đó, đó. Còn trước kia là trồng hai bên trồng hai cây hàng dừa hàng câu đó. Nó nhìn thì rất là đây, khu nói chung thực sự khu này á rất là đẹp, tại vì nói chung là đất thì đất bằng phẳng luôn, bằng trang luôn đó nha, bằng như một cái sân banh vậy đó. Đó. Chuối đây là chuối,
có chuối này là chuối chuối sứ chuối gì nè. Đó. Thì anh chị cô chú nào có mua này về thì mình đã có cọc sẵn hết rồi, mình rào cọc lại, mình mua lưới với mua mình rào lại thôi, mình đỡ tốn cái tiền cọc này nữa. Đó. Thì nếu anh chị cô chú nào mua đất này thì chủ nhà sẽ cho mình một tháng đặt cọc vô và một tháng sau sẽ công chứng nha cả nhà. Đó, giá chủ đang kêu là 1,2 tỷ, có bớt chút giấy tờ đó. Thì cái mảnh vườn này nói chung thực sự nó cũng nhìn rất là sáng nha, mình không phải mình khen chê gì, mình khen gì cho lắm, nhưng mà thực sự đây là cái cảm nghĩ của mình đó. Miếng đất này rất là sáng, nhìn nói chung là nó thoáng lắm đó. Rồi thì mình chỉ quay sơ không gian này thôi, tại vì đất này cũng chưa có gì để quay cho nhiều lắm, thì mình sẽ chạy ra ngoài mình quay con đường và khu dân cư cho anh chị cô chú xem nha. Và đây là miếng đất mình nha cả nhà, thì mình sẽ quay chạy ra ngoài đường mình quay cho các anh chị cô chú xem con đường như thế nào nha. Thì nói chung con đường miếng đất này á là hiển thị trên sổ bây giờ chưa có đường nha cả nhà, nhưng con đường này là không gì tranh chấp nha, đường này xưa giờ rồi, tại vì sổ này cũng lâu rồi nên ta chưa cập nhật con đường này thôi đó, không tranh chấp đâu, tại con đường này là đường tựa giống đường nhà nước vậy đó đó, nhưng mà chủ nhà bao tranh chấp cho cả nhà luôn nha. Đó, chạy chút xíu thôi ra tới đây là khu dân cư rồi nè. Đây là con đường nhựa, đường nhựa là gọi đường nhựa Tam Long đó. Đó. Rồi thì mình chạy đây nè, trước mặt mình là quốc lộ 56B. 56B thường thường là song song với 56A nha cả nhà, mình cũng nói rất là nhiều rồi đó, chạy từng vài chục mét thôi là tới 56A rồi, a xin lỗi cả nhà, và là tới 56B rồi đó, và 56B này chạy từng mấy trăm mét nữa là tới 56A. Đây khu dân cư, thì nói chung ở đây là hầu như nhà nào đa số chiếm phần nhiều là họ trồng cây ăn trái không à. Nếu như anh chị cô chú nào mua mảnh vườn này của mình á thì về mình cũng cải tạo lại đi, mình trồng cây ăn trái nha nè, cho nó mát mẻ thoải mái hơn, nhìn nó nói chung thực sự ở đây buổi chiều rất là mát mẻ nha cả nhà, không gian nó lãng mạn lắm đó, nhìn nó nói chung là rất là thích hợp cho anh chị làm nghỉ dưỡng luôn á. Thì khu này thứ nhất là an ninh, trong vòng này toàn là những là chức lớn á, công vụ chức lớn ở đây không à, chủ tịch ở đây không rất là nhiều đó, nên ở đây rất là an ninh nha cả nhà. Đây mọi người thấy không nè, họ đang chôn làm đèn đường nè đó, và vô nước máy luôn nha cả nhà. Rồi thì trước mặt mình là 56B đó, thì mình chỉ quay tới đây thôi, anh chị cô chú nào mà thiện chí xem đất thì về alo cho mình hoặc alo cho Dư sẽ mình sẽ dứt trực tiếp anh chị xem đất nha. Thì về trái màn hình mình á là về Bầu Cạn, còn về phải về trung tâm thương mại của Kim Long và trung tâm thương mại hành chính của Ngã Giao luôn nha. Qua hai bên đường rất là đẹp. Chào anh chị cô chú, mình là Phạm Hữu Dư đây. Nãy giờ là bạn Trần Lâm có quay cho anh chị xem một cái miếng đất cũng khá đẹp ha, vuông vức bằng phẳng. Đây địa chỉ bây giờ là xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và Kim Long đã rất là gần chuẩn bị lên thị trấn nè anh chị ha. Hiện tại anh chị mới tới Kim Long thì sẽ thấy là đường đang được xẻ đường này nọ, phân lô bàn cờ rất là bài bản luôn. Và diện tích thì đúng 1.000 m² nha anh chị, đúng 1.000 m² luôn, toàn bộ đất trồng cây lâu năm, và tương lai là sẽ đến thổ cư được nha anh chị. Lên thị trấn là thổ cư được hết. Đây hình dáng đất mình, đúng một số này số cũ rồi cho nên là cái con đường chưa cập nhật anh chị ha. Đây đường này nè, đường 4m nè. Đó, đường này thì chủ có thể là sẽ hỗ trợ mình lên bê tông, đổ bê tông luôn nha. Đó, ngang là 27m, dài xuống là khoảng tầm 37m ha. Đó, đất kỳ rất là vuông ha. Còn bây giờ thì mình cho anh chị mình xem cái vị trí của miếng đất mình trên bản đồ vệ tinh để chị mình dễ dàng hình dung ha. Đất mình nằm đây nè anh chị. Đó, nó nằm ngay sát với con đường Tam Long luôn ha. Con đường Tam Long là một trong những con đường đẹp nhất ở thị trấn Kim Long. Tại vì đường này là anh chị mình nếu đi quan sát hai bên đường nhà cửa rất là đẹp. Đó. Thì con đường này á là đâm thẳng ra quốc lộ 56 luôn anh chị ha. Đây. Đó, cách quốc lộ 56 thì đâu đó là khoảng tầm chắc cỡ chừng 3 cây á. Đó, chừng 3 cây ha. Là quốc lộ 56. Ở đất mình thì nếu đi về thành phố Hồ Chí Minh thì có chừng 70 cây, chưa tới 70 cây đâu. Mình có thể đi đường Bầu Cạn cũng được, còn không mình đi đường đây. Mình chạy ra đường Láng Lớn Sa Bang, mình đi thẳng đường Mỹ Xuân đó anh chị. Cao Mỹ Xuân á. Nói chung là cả đường Bầu Cạn và cái đường Mỹ Xuân này thì mình đã đi nói nhiều lần rồi. Cả hai đường đều đâm thẳng quốc lộ 51 để mà đi về thành phố Hồ Chí Minh hết. Đó. Nói chung đất này thì vị trí đẹp, ngay trung tâm của Kim Long luôn. Đó, ngay con đường Tam Long nè. Sát con đường Tam Long này đi thẳng ra quốc lộ 56 nè anh chị. Ở 56 thì mình có thể đi một đi chợ Đức Hiệp của Sa Bang, hai là đi chợ trung tâm thương mại Kim Long. Nói chung là tiện ích thì khỏi nói rồi, rất là đầy đủ. Rồi nói chung là về cái vị trí thì mình nghĩ là chắc mình cũng đã nói nhiều lần rồi, cho nên là thôi mình
nó ngắn gọn nhau ha. Còn anh chị nào mà chưa rõ thì cứ alo mình sẽ giải thích thêm. Thì về cái giá thì mình sẽ nhắc lại ha, hiện tại là chủ đang kêu cái giá là 1 tỷ 2. 1 tỷ 2 cho một cái lô đất vuông vắn ở ngay khu dân cư. Thì giá này thì nói chung là cũng còn thương lượng. Anh chị mình nếu mà mình thiện chí á thì mình cứ trực tiếp mình lên đây xem đất đi. Xong rồi cái mình thương lượng với chủ nha. Đó. Rồi. Thì anh chị nào quan tâm thì alo cho mình, số điện thoại mình là 0933 230243. Thì mình chỉ tiếp người mua chứ không tiếp môi giới. Còn anh chị nào mà có nhu cầu muốn quay bán đất vườn hay nhà vườn á thì có thể alo mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên kênh YouTube mình cho nhiều người thấy và liên hệ mua. Rồi chào anh chị nha.